Chợ Mỹ Tho cửa Bắc. Để mình vòng vòng chạy vòng vòng bốn cửa trước rồi cái bắt đầu mình đi vô chợ nha. Đây là đường Nguyễn Huệ, Mỹ Tho. Này chắc cửa bay nè, bích rồi. Tại đằng trước nãy chỗ 16 là cửa đông. Nó hình vuông. Nó hình vuông, bốn con đường bao trong quanh giống chợ Bến Thành. Bên đây là Võ Tánh, là cửa nam. Cửa nam. Này cửa đông. Cửa đông là cửa chính. Bên đây là bán cá hải sản tươi sống, thủy hải sản tươi sống. Tại vì hồi xưa cái chợ Mỹ Tho là lâu lắm, lâu đời lắm rồi, hồi xưa lẫn, cho nên là phải làm sát bờ sông. Hồi đó là giao thông chủ yếu là được thủy không này, cho nên chợ Mỹ Tho phải làm sát bờ sông. Đó, bên kia sông đó, đáng lẽ có lẽ hồi đời xưa chỗ này là cái đường lên xuống cá rồi, nhưng bây giờ bờ sông không hình thành nữa, cho nên người ta làm thêm một cái dải hàng cây tươi sống đây. Theo tôi nghĩ là cái này mới làm sao chứ hồi xưa không có đó. Hồi xưa thì chỗ này đang chủ yếu là lên hàng hóa từ sông lên trong nha. Đây, thịt tươi sống. Nghiêm hưởng bên đây là rau củ quả mà từng cái sạp hàng, sạp hàng, sạp hàng dài vậy, nhỏ. Cái yếu à? À, mình tưởng đâu lớn lắm, nhưng chứ cái 1 triệu về chắc chừng 100 mét rồi, xuyên từ cửa đông qua cửa đây nè, chừng 100 mét rồi. Rớt chào ra tới cửa đây à? Đây là chạy theo hướng cửa từ bực cửa bắc qua cửa nam nha. Chạy 1 triệu chừng 100 mét rồi. Cái bắc nam không tới nữa. Nam này 100 mét, 50 mét, anh bột bún tươi nó xiên băng đường trong tay nãy nè. À, cái chợ nhỏ các bạn ơi, chủ yếu 1 chiều rồi 100 mét, cái chiều ngang này 50 mét rồi đó, xiên quanh vậy hết rồi. Rồi xong hết cái dạp mà nãy trước cửa đông, trước bị xong chỗ nãy mình nói mất chắc mới xây sao quá vậy. Băng qua đây nhìn xuống sông thử nha, băng qua đây đi xuống bờ sông. Mẹ ghe tàu đồ hồi xưa đúng hồi xưa là vậy nè, bạo ghe đồ cập vô đây đặng lên đây mua bán hàng, trao đổi hàng hóa rồi mua bán trao đổi mua đồ gì đó, phải chi xong này nè.
Tại giờ ta xây cái dải này, giờ ta mới xây cái dải này bít cái mặt bờ sông lại, chứ thực sắc hồi đời xưa mới hình thành đỏ trời rồi đổ rác xuống sông, bắt được cái hình ảnh tiểu thương đổ rác xuống sông nha, đưa lên cơ quan chức năng phạt nha. Thấy ai về ha. Rồi, hết rồi. Chợ